Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Chúng ta sẽ cùng học tiếp phần 2 của How You Like That nha tất cả mọi người. Đừng quên follow Instagram của Bin cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học phần 2. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. Tạ 1, 2 và 3. Kiss and goodbye. 1, 2, 5, 6, tạ 7. Rồi, Hana to say. Phần 2 mình sẽ để một bên đây thôi. No, Hana to say. Hoặc nếu mà mọi người lộn, mọi người có thể làm như phần 1 cũng được, không sao hết. No, Hana to say. Rồi, sau đó mình đẩy lên. How you like. Mình sẽ nghiêng đầu. 5, 6, 7, 8. Ok, bây giờ mình sẽ đến một lần nữa nha. Come, ta-da, ta-da, the sky. Da-da, ta-da, kiss and goodbye. 1, 2, mình sẽ nhấp cái phần chân nè mọi người. 1, 2, 3 và 4 và. Nơi, Hana, 2, 7. How you like. Ok, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Mình sẽ đi giống phần 1 ở đoạn này thôi. Còn đoạn 2 mình sẽ đặt qua và 6. Rồi lặp lại phần 1. 2, 2, 2, 2. How you like. Đá mình bước qua và mình để hai ngón tay như thế này. Mình bật qua. 2, 2, 2, 2. Xoay hấp. Bom bom bom. Mình sẽ chỉ tay trái trước. Xoay bom bom bom. Ha. Và mình hấp phần tay ra. 1, 2. Phần này mình sẽ đánh phần hông ra ngoài nè. Rồi đặt tay. Da 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 da. Ha. Mình nhảy một lần nữa. Ha. How you like that. Nhảy vô. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 2. Hey, hey, hey. Ok. 2, 2, 2. Phần này mọi người sẽ nghe cái beat mạnh của bài hát nè. Ha. Ok. Sau đó mọi người đặt qua. How you like that. 2, 2. Ngực đóng. Ok, đẩy qua. Câu này hơi nhanh nha mọi người. Hương. Rồi sau đó mình quẹo ra ngoài. Ha. Ok. Phần này mình sẽ lặp lại giống phần 1 nè mọi người. Hương. How you like that. Like that. The come on, little sunshine like the stars. You mean so sẽ dặn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là lật mặt tay lại. Look up in the sky. Up,
turn, turn up, turn, turn up, left, trái, phải, trái, phải, trái, phải. Là mình sẽ bật phần vai qua. Và ngược lại, trái, phải, trái. Yeah, 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 yeah. Và mình đặt lên. Một, hấp cái phần vai bên phải qua. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Phần này thì mình sẽ không dở chân nữa, chỉ có phần đầu thôi. Bây giờ đếm lại nha. Lên, trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái. Yeah, yeah, yeah. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Rồi, sau đó mình sẽ đặt tay lên. Một, hai và ba, bốn và năm, sáu và bảy. Yeah, yeah, yeah. Up. Và một, và hai, và ba, bốn, năm, sáu, bảy, Blackpink. Rồi, phần tiếp theo, mình đặt tay qua. Two, 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 two. Two, 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 two. Ok, một lần nữa. Two, 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 two. Two, 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 two. How you like, mình sẽ đọc lại câu này. How you like. Two, lặp lại một lần nữa. Two, 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 two. Two, 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 two. Nhưng mà mình sẽ bước chân trái nè. Two, 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 two. Two, 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 two. Two, two, two. Ok, rồi, mình sẽ bước đi nha. Two, 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 two. Two, 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 two. Ok, có thể là mọi người học tới đây mọi người sẽ thấy hơi khó một chút. Nhưng mà không sao hết, phải cố gắng tập từ từ thôi. Khi mà mình quen rồi thì mình sẽ vô nhạc rất là dễ dàng. Rồi đếm lại một lần nữa nha, hai câu luôn. Two, 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 two. Two, 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 two. How you like. Two, 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 two. Two, 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 two. Rồi, sau đó mình sẽ phải quay cái phần ngực nè. Hello, like. You don't like. Là mình sẽ hạ xuống cái từ. You don't like that. Ok. Two. Và pull. Pull ở đây là một cái. Sau khi pull ở đây xong, mình sẽ dùng hai tay nè, đè xuống đoạn này hơi khó chút nha mọi người. Và phần đầu gối của mình, nếu mà được thì mình nên sử dụng băng gối để cho chân mình đỡ đau hơn. Để đây, mọi người sẽ quay nghiêng qua như thế này. Và phần chân mình sẽ như thế này. Quay qua đây, pull. Đó, mọi người sẽ pull là một dáng. Rồi sau đó mình sẽ đẩy qua. You gone, like. Là mình sẽ đưa cái chân bên phải ra ngoài. You gone, like. Ok. You gone, like. Rồi sau đó mọi người sẽ đưa phần chân bằng hai cái tay này, mình sẽ nhấc lên. Và phần chân của mình sẽ nhón mũi up qua bên này. Ok. Rồi mình sẽ up qua bên này. Rồi đặt lên. Two. Two, two, two. Xoay hôm nay và đặt. Mở ra. Ok. Rồi. Thế là kết thúc cả hai phần rồi. Vin rất là mong là qua video này của Vin thì tất cả các bạn sẽ học được trọn bài How You Like That. Vin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể chia sẻ video giúp Vin, thì biết đâu có những bạn sẽ không có thể đến lớp được thì các bạn đó sẽ thấy được video này, và đó cũng là một điều giúp ích cho tất cả các bạn đó.
YouTube của Bim nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.